bất chấp hàng ngàn người đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy đẫm máu vừa qua của Tổng thống Duterte, những tay bán ma túy đá lại đang tái xuất trên đường phố Philippines. 3 tuần trước, Tổng thống Rodrigo Duterte đã yêu cầu cảnh sát dừng các hoạt động chống ma túy để giải quyết tham nhũng trong nội bộ. Cảnh sát trưởng thành phố Quezon, ông Guillermo Eleazar cho biết, chúng tôi nhận được những báo cáo rằng việc sử dụng cũng như buôn bán ma túy đã xuất hiện trở lại, vì chúng biết cảnh sát bị cấm tham gia vào các hoạt động phòng chống theo kế hoạch. Các chuyên gia chống ma túy cho rằng, nếu như cuộc chiến đẫm máu vừa qua thất bại thì họ không hề bất ngờ. Theo họ, các chiến dịch bàn tay sắt như vậy đã không hề hiệu quả ở nhiều nước khác. Dù nguồn cung cấp thuốc có thể bị siết chặt, nhưng nhu cầu thì vẫn hiện hữu. Một người dùng ma túy giấu danh tính nói, chiến dịch đã tạo ra ảnh hưởng, đã có nhiều người chết nên chúng tôi phải cẩn thận hơn. Chúng tôi phải giao dịch rất lặng lẽ và thận trọng. Chiến dịch chống ma túy hiện đã được bàn giao cho một cơ quan thực thi pháp luật nhỏ hơn, nhưng cảnh sát đang gây áp lực để giành lại công việc này. Chỉ huy cảnh sát quốc gia Philippines phát biểu rằng, nếu cảnh sát bị buộc đứng ngoài cuộc chiến càng lâu thì tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ. Ông Duterte cho biết sẽ cân nhắc ý kiến trên.